Sẽ đi trồng mía. Thì mùa này trồng mía rất là hợp luôn. Thời tiết nó không có nóng ấy, thì mía là thích hợp với mùa kiểu lạnh lạnh ấy. Mình trồng thì nó sẽ phát triển rất là nhanh. Thì nói với các bạn thì hồi trước tới giờ mình cũng chưa đi trồng mía lần nào. Thì lần này nè, chị dâu mình rủ mình đi trồng mía, thì mình sẽ đi trồng thử. Thì trồng gần nhà thôi, các bạn cùng theo dõi ha. Khi trồng mía thì mình phải cuốc cho nó thăng thăng bằng như vậy. Mình lấy cái cây này nè là mình đo cho nó thẳng ấy. Nếu mà mình đo không có thẳng thì mía sẽ không có thẳng hàng và trồng nó không có được đẹp ấy. Đây là giống mía được lấy từ con huyện. Mình sẽ ăn thử mía. Rất là ngọt luôn. Ngọt như đường luôn ấy. Nhưng mà nó rất là cứng. Mía gì mà ngọt dữ trời. Thèm không? Nhặt gọi đi. Nè, là một phát. Đã ghê. Ngọt không? Con ngọt không? Giờ mình bắt đầu chặt mía nha. Chặt mía là mình phải chặt 3 mét trở lên. Mới vừa cái hố hồi nãy mình đào ấy. Chứ nếu mà mình chặt dày quá thì nó sẽ không sống được. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bỏ phân trâu. Mình không có lấy phân hóa học vì sợ cây bị ảnh hưởng ấy. Chung là lấy phân này thì nó dễ hơn, không tốn tiền mua nè. Có sẵn thì mình lấy rồi mình làm thôi, tiết kiệm chi phí. Giờ bắt đầu trồng nè, trồng như vậy nha. Cứ bỏ vậy mình không cần phải thế lại.
này nè, sắp mọc rồi. Cái này nè nó rất là dễ nha, nó mọc sẵn như vậy là mình trồng nó rất là dễ sống luôn ấy. Đây là cách trồng mía theo chị của mình, không biết mấy bạn trồng sao, nhưng mà mình thấy cách này rất là thích hợp, đơn giản, không có cầu kỳ. Các bạn, sau hơn 6 tiếng lặn lội trồng các kỹ thuật thì cuối cùng cũng đã xong. Đó, thấy chưa, rất là đẹp luôn. Mình sẽ tới gần gần quay từng chi tiết cho các bạn coi nha. Đó, mình quay gần, rất là đẹp. Video của mình xin được dừng tại đây. Các bạn thấy video của mình hay bổ ích thì xin cho mình một like, một đăng ký kênh để mình có động lực nhận làm những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt.